chúng ta bây giờ đó hãy chuyển qua để mà nói tới một cái thông tin mà rất nhiều bạn có thể là muốn biết thêm chi tiết thực ra thông tin này đó cũng gây ra rất nhiều sự hiểu lầm tại vì trong thời gian hai ba ngày qua đã được nói tới rồi lại được chỉnh sửa nhưng mà để thường cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất cho bạn hiểu được là thông tin này có ý nghĩa như thế nào thông tin này đó là thông tin liên quan tới một cái dự luật của hoa kỳ dự luật có nghĩa là đây chỉ là một cái đề xuất luật mà thôi không phải là luật thì cái dự luật này đó là không phải liên quan trực tiếp đến crypto Mà dự luật này đó là liên quan tới cái gói hỗ trợ 1.000 tỷ đô la của Hoa Kỳ thì đây đó là cái gói hỗ trợ cơ sở hạ tầng Chứ không phải là cái hỗ trợ mà gửi tiền cho người dân Đây là cái hỗ trợ mà cái số tiền này dùng để mà phát triển như là đường hay là chúng ta nói tới trường học vân vân Những cái cơ sở hạ tầng ở Hoa Kỳ Thì cái gói cần thiết đó để phát triển là một 000 tỷ đô la Thì đây là một trong những cái sự kiện đã diễn ra trong vòng mấy tháng qua Nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng đã thấy được là có một cái sự đồng thuận Nhưng mà cái vấn đề bây giờ đó là cái số tiền một nghìn tỷ đô la này lấy đâu mà ra thì đây là cái đề xuất lực để làm sao có được một nghìn tỷ đô la này nhưng mà trong cái đề xuất lực này đó cái phút cuối thì lại có một cái phần cái phần này đó nói là 29 tỷ đô la trong cái một nghìn tỷ đô la này đó thì có thể là đánh thuế những người mà ở trong thị trường crypto này để giải thích rõ ràng hơn đó thì họ dùng một cái từ là broker có nghĩa là những người mà cung cấp dịch vụ trong thị trường này cái vấn đề là nằm ở ngay đó Tại vì đó cái phiên bản mà mọi người lo sợ đó để thuận dùng Google dịch để các bạn hiểu rõ hơn thì cái phiên bản bên trên này đó là cái phiên bản mà mọi người lo sợ thì cái phiên bản đó nó nói là bất kỳ người nào thường xuyên cung cấp bất kỳ dịch vụ hoặc ứng dụng nào để tạo điều kiện chuyển giao tài sản kỹ thuật số bao gồm bất kỳ sàn giao dịch phi tập trung hoặc thị trường ngang hàng nào thì cái mà họ muốn nói đây đó làm cho nhiều người lo sợ đó chính là đây là một cái định nghĩa của những người cung cấp dịch vụ đó rất là lỏng lẻo có nghĩa là hầu như ai cũng có thể là thuộc vào cái sự định nghĩa này và sẽ bị đánh thuế trong đó bao gồm những người như là những cái xưởng đào tại vì đó dựa theo cái dự luật này dựa theo định nghĩa này thì những người mà đào khôi đó cũng là những người mà thường xuyên cung cấp bất kỳ dịch vụ hoặc ứng dụng nào để tạo điều kiện chuyển giao tài sản kỹ thuật số tại vì những cái xưởng đào là những người mà họ xử lý giao dịch mà cho nên đây là một trong những điều mà khiến cho cả thị trường rất là bất an tại vì nếu như vậy đó thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với những người mà cung cấp dịch vụ ở Hoa Kỳ như là đào Bitcoin hay là thậm chí những cái à, sàn giao dịch hay là các bạn thì được những người mà cung cấp những cái nền tảng À, phi chung cũng có thể bị đánh thuế cho nên đây là một trong những cái sự rất lo ngại nhưng mà sau đó đó thì thị trường crypto này đó những luật sư cũng đã hợp lại với nhau và chúng ta cũng có sự giúp đỡ đến từ uh, những người như là các bạn thấy được là nghị sĩ Patumi à, cũng đã lên tiếng ủng hộ là cái điều lệ này đó để vào cái dự luật đó thực sự là không có thể chấp nhận được sẽ dẫn đến nhiều cái sự tai hại tại vì sẽ dẫn đến là những cái xưởng đào những công ty liên quan đến crypto đó mà bị ảnh hưởng thì họ có thể là đi nơi khác chứ không có ở Hoa Kỳ nữa cho nên cái hại nhiều hơn là cái lợi cái lợi này đó là chẩn đoán thì có thể là kiếm được thêm là 24 tỷ đô la nhưng mà ngược lại cái hại có thể nhiều hơn rất nhiều cho nên cuối cùng đó thì chúng ta đã có một cái phiên bản khác cái phiên bản này là gì cái phiên bản mà đang được nằm ở trong cái dự luật đó là đổi lại cái định nghĩa của những người mà phải bị đánh thuế đó thì đổi lại đa người chịu trách nhiệm thường xuyên cung cấp bất kỳ dịch vụ nào ảnh hưởng đến việc chuyển giao tài sản kỹ thuật số thay mặt cho người khác đây là điều rất quan trọng là cái chữ thay mặt cho người khác đây là cái phần mà không có ở bên trên có nghĩa là chỉ đánh thuế những cái dịch vụ mà di chuyển tiền thay mặt cho một người khác có nghĩa là những cái xưởng đào sẽ không bị nằm trong cái định nghĩa À, của cái dự luật này tại vì đương nhiên là những người mà đào bitcoin đó họ đâu có thay mặt chai đâu họ đào bitcoin chỉ đơn giản là giải quyết chuyện giao dịch mà thôi đương nhiên đó đối với cái sự mà thay đổi này đó thì đã làm cho nhiều người nhẹ nhõm hơn là cái định nghĩa bà đang nằm ở trong cái dự luật đó mà đang được xem xét hiện bây giờ thì nó đã đỡ hơn là cái định nghĩa ban đầu ít người hơn sẽ bị đánh tính thuế sẽ không dẫn đến là nhiều cái sự cố trong thị trường nhưng mà nhiều người vẫn lo sợ tại vì cái định nghĩa này đó nó vẫn khá là lỏng lẻo người chịu trách nhiệm thường xuyên cung cấp bất kỳ dịch vụ nào ảnh hưởng đến việc chuyển giao tài sản kỹ thuật số thay mặt cho người khác sẽ bị đánh thuế à, để mà nạp vô cái quỹ một nghìn tỷ đô la này đó vẫn là rất lỏng lẻo cho nên đó chính là một trong những cái sự lo ngại ngày hôm nay liên quan tới pháp lý của Hoa Kỳ. đương nhiên nhiều người cho là đây là một bước tiến tới rất là tốt thay đổi từ cái định nghĩa đầu tiên ai sẽ bị đánh thuế trong thị trường này định nghĩa mới nhất này đã làm giảm đi rủi ro rất nhiều và đương nhiên chúng ta vẫn tiếp tục thấy cái sự bán ảnh lớn đến từ cộng đồng của crypto cũng như là những cái nghị sĩ như là pat toomey đứng lên để mà nói là cần phải thay đổi cái định nghĩa này cái mà chúng ta cần nên hiểu ở đây đó là tài liệu này chỉ liên quan tới hoa kỳ và tài liệu này đó là chỉ liên quan đến cái việc thu thuế và cái định nghĩa đã được thay đổi bởi thị trường tiền số trong vòng 24 giờ qua thì đã đỡ hơn định nghĩa ban đầu ít người sẽ định đánh thuế hơn và đây chỉ là định nghĩa nằm ở trong một cái dự luật mà thôi chứ không phải là luật hiện bây giờ cho nên phiên bản cuối cùng chúng ta sẽ không biết được nhưng mà tình bây giờ đó là rất nhiều người đang cố gắng để mà thay đổi cái tài liệu này trong cái uh, dự luật để nếu như mà thông qua đó thì cái định nghĩa nó sẽ không có như là bây giờ ít người sẽ bị đánh thuế hơn đây chính là điều mà được nói đến ngày hôm nay liên quan đến cái dự luật thuế của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến crypto hy vọng là các bạn hiểu tình hình thì bây giờ như thế nào chúng tôi bây giờ hãy nói tới một số những thông tin khác đi thông tin này đó là thông tin liên quan đến công ty Square công ty Square là công ty mà dưới quyền quản lý của Jack Dorsey Jack Dorsey cũng là CEO của công ty Twitter thì nếu chúng ta chỉ nhìn vào những cái tài liệu như là công ty Square nói là họ đã có thể thấy được là cái thu nhập đến từ bán Bitcoin đó, giao Bitcoin đó đã lên tới 200%. Thì khi chúng ta nói tới giao dịch Bitcoin đây đó là không phải là họ giao dịch Bitcoin mà họ cung cấp dịch vụ giao dịch Bitcoin tại vì trên cái ứng dụng Square đó các bạn cũng có thể là đi mua tiền kỹ thuật số bây giờ ứng dụng Square là một cái ứng dụng mà các bạn hay dùng để mà gửi tiền cho bạn bè hay là trả tiền cho những nơi mà chấp nhận thanh toán bằng cái ứng dụng Square kết nối với ngân hàng của các bạn thì trên cái ứng dụng này bây giờ các bạn cũng có thể là mua Bitcoin và cái mà được nói tới đây đó là cái thu nhập tăng 200% khi mà chúng ta thấy cái sự tăng trưởng của Bitcoin trong cái thời gian là quý 2 thì để hiểu rõ hơn đó thường có chia sẻ một cái hình ở trên Twitter cũng như những mạng xã hội đó thì các bạn thấy được là tổng cộng đó chúng ta thấy được là cái tổng số thu nhập của công ty Square trong quý 2 đó là 4,6 tỷ đô la 4,68 tỷ đô la như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì trong đó đó chúng ta thấy được là cái thu nhập đến từ Bitcoin đó là 2,7 tỷ đô la có nghĩa là 58 của thu nhập của công ty Square cung cấp dịch vụ để người ta có thể mua bán Bitcoin ở trên nền tảng của Square thì các bạn thấy được là cái phần này rất lớn 58% cho nên bây giờ các bạn đã hiểu tại sao mà Jack Dorsey đẩy mạnh Bitcoin vào Twitter và nói Bitcoin là một phần quan trọng của tương lai của Twitter thì uh, bên dưới này đó, thường thấy được là có những gì bạn trong cộng đồng thương capital đồ cũng uh, các bạn rất là tinh vi và cũng rất là hiểu về đọc những cái tài liệu liên quan đến kế toán Thì cũng một bạn cũng đã chia sẻ đó là đúng là thu nhập Bitcoin đó So với lại phần trăm tổng số thu nhập của công ty Square rất cao Tới 58% lận là 2,7 tỷ như thường mới vừa nói tới Nhưng mà trong đó đó cái chi phí để cung cấp dịch vụ Bitcoin đó đã lên tới là 2,76 tỷ rồi Có nghĩa là cái thu nhập thực sự của công ty Square đến từ cái cung cấp dịch vụ Bitcoin đó thì rất là thấp có nghĩa là chúng ta thấy được thấy được là lấy cái thu nhập trừ cho chi phí đâu còn là bao nhiêu đâu 2,7 mình trừ cho 2,6 thì cái số lợi nhuận thực sự đó rất là thấp thì điều này đó hoàn toàn là đúng đây không phải là điều xấu mà nói thường đây là điều rất là tốt tại vì các bạn thấy được là công ty Square đó đã lựa chọn gì họ lựa chọn là cung cấp dịch vụ Bitcoin đó hầu như là không có lợi để làm gì để đầu tư vào thị trường này để thu hút thêm người lên trên nền tảng của công ty Square. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là thường đó thì những người ở Hoa Kỳ đó khi mà tham gia thì có những sàn rất lớn và rất dễ sử dụng như là sàn Gemini, sàn Coinbase thì thường không có nghĩ là một người bình thường sẽ đăng ký Square rồi dùng Square để mà mua Bitcoin. Cho nên các bạn thấy được là nếu như mà Square muốn thực sự phát triển về cái mảng là tiền kỹ thuật số, nhất là mua bán Bitcoin đó cho những khách hàng đó thì công ty Square phải thu hút và cách họ thu hút đó là họ lựa chọn là lấy khách hàng Và cũng cái tình dụ này đó lời rất là thấp Tại vì sao? Tại vì họ muốn có nhiều khách hàng sử dụng để mà thu một Bitcoin và đây là cái chiến lược Bitcoin của công ty Square Nghĩa là họ nhìn vào Bitcoin là một cái mảng phát triển lâu dài sau này cũng như là các bạn thấy được là những công ty như là công ty Tesla hay là Amazon những năm đầu tiên các bạn thấy được là công ty Amazon nhiều năm liên tục không có lời tại vì sao tại vì họ muốn lấy khách hàng sau này rồi thì các bạn mới thấy được là Amazon mới lộ rõ ra là họ sẽ có lời từ những cái phần nào chứ còn trước đây khi mà thay báo nó lúc nào họ cũng thấy là bị lộ hết nhưng mà cứ phát triển liên tục và cổ phiếu của Amazon cứ tăng liên tục tại vì sao tại vì những nhà đầu tư hiểu được cái sự lợi hại khi mà chúng ta có nhiều khách hàng sau này chỉ cần là tăng lên một chút thôi thì có thể kiếm được nhiều lợi nhuận đây là tài liệu liên quan tới Square mà thường muốn chia sẻ với các bạn Nhiều người có thể là nhìn vào những cái tài liệu thấy có hiểu là chúng ta lại thấy có con số là 45 triệu này Là khai báo lỗ là gì liên quan tới Bitcoin Đây là một cái cách hoạt động của kế toán của Hoa Kỳ Thì hiểu đơn giản cũng giống như là công ty Tesla gì đó Người công ty Square cũng có thể coi Bitcoin như là một cái loại tài sản vô hình Thì loại tài sản này đó khi mà chúng ta thấy được giá cả đi xuống giống như là trong quý 2 đó thì uh, họ cần phải ghi lại ở trên kế toán của họ là bây giờ tài sản này đó cái giá đã đi xuống rồi nhưng mà điều này không ảnh hưởng đến thu nhập của công ty và đương nhiên đây chỉ là một cái cách bộ động kế toán mà thôi công ty Square cũng không có bán Bitcoin của mình họ tiếp tục lưu trữ Bitcoin của mình tài liệu kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là tài liệu liên quan tới Cardano thì um, hôm qua nó có một cái buổi livestream uh, của Charles hutchinson và trong buổi livestream này đó À, có một điều quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cho Hodgkinson đã xác nhận là có hai cái sự à, tiến triển song song với nhau cái sự tiến triển đầu tiên đó là liên quan tới à, những cái khả năng của những cái máy nô của à, cái phiên bản alonzo và thứ nhì đó chính là có thể là cho những người mà gây dựng những cái ứng dụng phi tập trung đó on chain và off chain hiểu cách một cách đơn giản đó là đừng lo lắng gì hết đối với cho đó thì bây giờ cái thời điểm mà sau khi mà xong Harford đó cũng là thời điểm chúng ta thấy có hợp đồng thông minh hoạt động ở trên mạng lưới của Cardano chứ không cần phải chờ đợi thêm giống như là nhiều người suy nghĩ là sau khi mà đã thử nghiệm mạng lưới thành công rồi đó thì sau đó mới có người bắt đầu gây dựng những hợp đồng thông minh thì cần phải tốn thêm thời gian thì uh, cho uh, nói là không phải như vậy khoảng từ tháng 8 tháng 9 như là tháng này hay là tháng sau khi mà thành công Harford thì sau đó chúng ta sẽ thấy là hợp đồng thông minh chạy trên lưới của Cardano ngay lập tức. Có nghĩa là chúng ta có thể thấy sớm nhất là tháng này sẽ thực sự là có những hợp đồng thông minh chạy trên mạng lưới của Cardano. Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó đó chính là tài liệu liên quan tới thị trường NFT. Có thể là các bạn thấy được là thị trường crypto đó đi hàng nghe một thời gian là 2 tháng trước khi mà chúng ta thấy cái sự sôi động trong vài ngày gần đây. Thì có thể các bạn cảm thấy là nhàm chán nhưng mà các bạn thấy được là cơn sốt NFT đó không hề giảm xuống. Chúng ta nhìn vào cái trang web gọi là nonfungible.com đi Thì đây là trang web thống kê những dữ liệu của NFT Có nghĩa là những cái token sưu tầm đó Thì các bạn thấy được là trong vòng một năm qua Cái đường màu cam này là đại diện cho cái số lượng NFT được bán Mà ghi lại trên blockchain đó hàng tuần thì các bạn thấy được là tiếp tục tăng lên mặc dù là các bạn thấy được thị trường giá cả đã đi xuống từ cái đỉnh cao cách đây khoảng chừng là 3 tháng nhưng mà cái số lượng NFT được bán đó vẫn rất là cao như là các bạn nhìn thấy ở trên màn hình không hề có cái dấu hiệu là giảm xuống chúng ta nhìn vào cái số tiền được mua bán bởi nft thì các bạn thì được là trong một năm qua cũng tương tự bây giờ đó cái số tiền còn nhiều hơn là trước đây nữa có nghĩa là những nft bây giờ đó được bán với cái giá còn tốt hơn là trước đây và hiện bây giờ có những cái nft đó đó chính là crypto Punks. thì có nhiều cái sự tranh cãi tại sao mà những cái NFT này có thể đáng giá như vậy tới mấy triệu đô la một cái như là các bạn thấy được là cái hình này đó là tới 5,5 triệu đô la thì mỗi người mỗi cái suy nghĩ thường thì không phải đâu người mà hiểu nhiều về uh, nghệ thuật cho nên cũng không có muốn comment nếu các bạn thấy đáng giá thì đáng giá nếu các bạn không đáng giá thì là không đáng giá mà thôi chỉ đơn giản như vậy và cuối cùng đó thì ngày hôm nay Thuận đã nhận được một cái thẻ đó chính là cái thẻ debit card của Coinbase Thì cái thẻ này đó là một cái thẻ khác với được cái thẻ BlockFi Thuận đã chia sẻ với các bạn cách đây khoảng chừng là 1-2 tuần Thì cái thẻ BlockFi đó mà Thuận chia sẻ với các bạn trong một cái video mà gần đây đó Thẻ đó là cái thẻ tín dụng như là các bạn sử dụng xong rồi các bạn trả nhưng mà ngược lại đây là cái thẻ debit nghĩa là cái thẻ này đó là kết nối trực tiếp với lại cái ví Coinbase của Thuận Các bạn có thể sử dụng tiền kỹ thuật số trực tiếp khi mà chúng ta nói tới à, là cái thẻ BlockFi đó thì các bạn sử dụng thẻ tín dụng, sử dụng tiền mặt của ngân hàng Sau đó các bạn trả lại cho ngân hàng Đó là hiệu cách đơn giản Cái thẻ Combi Debit này đó là các bạn kết nối với cái ví của các bạn Và các bạn có thể sử dụng đồng ổn định hay là Bitcoin từ cái ví Combi của các bạn đương nhiên Nhưng mà nào mà sử dụng ở Hoa Kỳ đó thì cũng nên hiểu Khi các bạn sử dụng thì coi như là các bạn bán cái tiền cược số đó và đương nhiên sẽ dính dáng tới thuế cho nên đây là một cái thẻ mà thường không nghĩ là thường sẽ sử dụng ngoài trừ là thuận có một cái điều gì đó mà thường cần phải sử dụng cái số tiền lớn mà nhiều hơn là thẻ tín dụng thường thẻ tín dụng nó là khoảng chừng 30 40 000 đô là maximum các bạn không thể sử dụng nhiều hơn con số đó à, nhưng mà nếu các bạn có số tiền lớn ở trong combi sẽ có thể sử dụng nhiều hơn và đây là điều mà thùng muốn chia sẻ với các bạn và thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay nhưng mà nào mà chưa có theo dõi thuần capital trong những mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter. Hay là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng capital, các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới để tìm thấy những cái thông tin như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance. Hay là các bạn có thể tìm hiểu những cái bonus khi mà tham gia vào sàn Margin Bybit hay là EMT. Sàn Bybit bây giờ đó là không chỉ là có Margin mà còn có luôn Spot như là dây dịch thông thường và các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng này để đăng ký group tin hiệu trợ miễn phí và ngày mai tôi sẽ chia sẻ một số những cái thông tin uh, liên quan tới uh, sàn Fashion Moon XBT hay để các bạn uh, có thể tìm hiểu những cái uh, dịch vụ khác như là sàn FTX, sàn Binance US và Coinbase như mà nào mà thích giao dịch altcoin mà các bạn sống ở Hoa Kỳ ứng ừ, dụng BlockFi đương nhiên ứng dụng lên có lại mà chúng ta cũng thường hay nói tới và crypto khoan đây là tài liệu hỗ trợ biểu đồ và phân tích chi liệu on-chain Và đây là cái thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay một lần nữa Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video này và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn